gió bay trên tóc tưởng người năm xưa. Thời gian bao chuyện nắng mưa, đường hoa thương nhớ, người chưa xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm từ lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối, đời lắm phong trần tay.
cười và những niềm vui luôn là những điều mà tất cả mọi người muốn tìm tới. Chính vì vậy mà trong chương trình Gala Nhạc Việt lần thứ nhất cũng như lần thứ hai chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị những tiết mục hài. Và rõ ràng Gala Nhạc Việt lần thứ nhất với tiết mục hài của Trấn Thành đã được mọi người rất là yêu mến và ủng hộ. Không biết là lần thứ hai này thì Trấn Thành sẽ như thế nào? Thì trước tiên thì Thành cũng xin được cảm ơn quý vị khán giả đã ủng hộ cho cái tiết mục hài kịch của Trấn Thành ở cái đĩa số 1. Và đến với đĩa số 2 thì Thành xin được giới thiệu đến quý vị một người bạn mới. Đây là một cái người bạn cũng rất là thân với Trấn Thành ở trong nghề. Và hai người rất là tâm đầu ý hợp, cũng như là giống như là như lúc đầu mà trong chương trình Thành có nói là về cái bắn Bluetooth với nhau á. Giống như là khi mà Thành nói một cái điều này thì cô ấy là sẽ biết ngay là Thành muốn nói cái gì rồi, là sẽ nhận lại được ngay kẻ tung người hứng rất là ăn ý. Và Thành hy vọng rằng là cái điều mà Thành đang nói cũng sẽ đúng với cái tiểu phẩm ngay sau đây mà Thành sẽ gửi đến cho quý vị. Và cái nhân vật mà Trấn Thành muốn nói đến đó là diễn viên hài Thu Trang. Và bây giờ thì quý vị chờ xem nha, Thành sẽ vào trong chuẩn bị. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với tiết mục hài. Thì chúng ta sẽ cùng xem được sự nhanh nhạy, nhạy bén và sự ăn ý trong diễn xuất.